Theo thống kê, hiện số học sinh thuộc đối tượng có hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ máy tính là gần 1.250.000 em. Tính đến ngày hôm qua, ngoài số tiền này, hơn 800.000 thiết bị cũng đã được các đơn vị doanh nghiệp cam kết tài trợ. Các tập đoàn viễn thông cũng đã xây dựng thêm 283 điểm phát sóng tại các địa phương đang thực hiện giãn cách. Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, đang tiến hành các bước để từ nay đến hết năm có thể trang bị máy tính cho học sinh.